Ngoài. Xin chào ngày mới cả nhà. Trời ơi, cái trái quá trời bự nè, quá trời thấy nè. Bự quá ha. Nhưng mà nó chưa sẵn sàng con à. Trái này còn để chín được thêm. Qua bên kia kìa, mới thấy mấy trái kia được kìa. Ngủ bà con chú bên kia coi kìa. Đi. It's a big, why we don't need a big high one? Trời ơi, nó bự dễ sợ không cả nhà. À, nó bự nhưng mà nó chưa chín. Nó chưa chín con. Đây nè, bên này. Cả nhà ơi, mời cả nhà thu hoạch ra ổi với hai mẹ con Hiền nha cả nhà. Đây nè, nhìn thấy cái này nè. Ái chà, à quốc. Trái này là cái dạng ba thích nè. Nó ngã màu gì là ông xã ông thích nè cả nhà. Đó. Hai trái này nó ngon quá nè. Trái to này nè, nó to dễ sợ rồi cả nhà. Mình sẽ cho trái này cho ông xã, tại vì ông thích mấy cái trái mà nó chuyển màu thế này nè. Và trên này, ui dạ, út lấy mẹ cái rổ baby. Tính nhờ út lấy cái rổ. Đây, kéo cái bịch này xuống. Để mình còn đi bọc cái trái khác nữa cả nhà. Ready. It's ready, trời ơi, nó bự quá cả nhà ơi, trái này siêu bự luôn á. Trời ơi, cả nhà ơi. Cái trái bự nhất là vô tay ẻm là ẻm đòi ăn liền á cả nhà, thấy không cả nhà, không chờ được luôn á, trái quá siêu to kìa. Rồi, con cầm lên cho cả nhà coi cái trái bự cỡ nào á. Quá trời bự rồi cả nhà. Ngon quá trời ngon rồi. Trái bự cũng mừng cái mặt em luôn rồi. Cái mỏ. Sướng quá trời ơi. Ngon không, ngọt không? Cái trái này mẹ tính cho ba mà con ăn luôn ha. Con ăn hả? Ôi, trời ơi, thôi giờ đi hái tiếp cả nhà. Em mê quá em xin trái đó rồi. Rồi bây giờ Hiền mời cả nhà đi hái tiếp, bởi vì nó đã buổi chiều rồi. Mà nói thiệt với cả nhà là hôm nay cũng thèm ổi lắm. Mình thấy cũng có nhiều trái sẵn sàng mà tại em thấy sợ muốn ăn dạng chín hơn nên Hiền chờ hổm rày nè. Ây, trái này cũng to quá cả nhà. Ây da. Nó to mà cái dạng như cái cuốn nó cứng á. Cái này không sao, còn xanh cả nhiều ơi. Cái trái này thật ra để nữa vẫn còn được. Thôi, để đó đi. Mình sẽ để tiếp. Rồi, mình sẽ phải bao nó lại. Ôi trời. Hai trái này nè, cả nhà nó vàng thật rồi nè. Trái này thì vàng, trái kia thì không biết. Trời ơi mà nó. Cái bao nó lại á. Hai trái nó bự quá, nó chiếm hết diện tích luôn rồi. Ai vàng phải mở nó ra. Ra đi vừng ơi, ra đi. Đây, được rồi, cả nhà ơi. Ái chè, ngon quá nè. Chín quá thì chín nè cả nhà. Đây, đây cả nhà ơi. Đây nè, chín gì ngon nè. Là tiền của con Phật. Giỏi quá. Ui, bự quá à. Cầm tay thì phải bỏ xuống thôi. Dạ. Yeah. Quay qua đây trái này. Ngon quá nè. Cỡ này chín ngon rồi nè. Quất này cả nhà. Cả nhà nhìn thấy mê không? 1, 2, 3 nè. 4 nè, 5. Ôi ôi, 6, 7, 8, 9 nguyên cái chùm này. Nguyên chùm này mai mốt là nhìn sẽ rất là mê luôn. Và đây là một trái chín nữa. Đây, cái này chín ngon nè. Khó à. Để Hiền xem coi. Ủa ngon hết con ha. Đây, trái này cũng được nè cả nhà. Trái này thì còn hơi xanh. Nhưng mà trái kế bên đó là được rồi nè. Appeal, đúng rồi. Con ăn vỏ được không sao hết trơn. À, trái này là cái dạng mà ông sẽ ông thích đây. Nó hơi có chuyển màu thế này nè. Đấy. Ủa. Mấy trái đợt này to cả nhà ơi. To lên ngon quá chừng nè. To bằng tay Hiền nè. Ngon dữ quá ta ơi. Ê út em ăn á, mà Hiền thấy cái mùi thơm nó sọc lên á. Ngồi ở đây mà còn nghe mùi thơm của trái ổi luôn á cả nhà. Thơm quá chừng thơm luôn á. Ngon quá chừng. Trời trái ổi nó to quá trời to luôn. Tiếp theo cả nhà. Mình thấy hôm nay cũng được mới nhiều ạ. Ui mấy cái này cũng to nữa nè. Này vẫn còn chín được. Ái chà, đây đây. Ái chà, trái này nè ngon nè.
Đây, cái này nè cả nhà. Ui, chín nè, ngon quá nè. Hết, hết sảy luôn. Cái này là hết sảy nè. Cái dạng mà ông Chris nói hồng hồng là đây nè, hồng hồng của ổng nè. Dưới đây mình thấy con trái cũng bự nhưng mà còn chín được, chưa đến cái độ ngon nhất. Hay dạ, cái trái này được thích tắt. Thấy luôn đi. Đây nè cả nhà, chùm hai trái nè. Cái kia nó hơi bị cái này nó hơi bị cái gì vậy ta, à mấy con đẹp trắng không sao, cái này mình gọt vỏ ra bình thường. Đây cả nhà, trái rớt rồi nè, chín ngon quá. Tiếp tục cả nhà ơi, cái trái này hồi nãy là hình câu rồi, nó vẫn còn chín được nữa. Bên mấy trái này cái này còn chín được. Ôi nhìn tưởng hai trái, ai dè tới ba trái lần cả nhà. Đây nữa nè, nó ra thêm bông cả nhà. Thích dễ sợ, thích dễ sợ. Ôi có được thêm cái trái mà nó trốn mất trong đây nè. Ồ trái này được rồi nè, trốn trốn kiểu này lại bữa là nó thối luôn á. Ai dạ, mình sẽ lấy cái bọc nó ra. Đây nè cả nhà, đó ngon ha, hôm nay được nhiều mời. Ủa quên, ổi chứ không phải mận. Trái gì ơi, nó mày nghe trái này trái gì? Trái mận. Cái gì nữa lại? Trái mận. Trái ổi. Con giỡn á hả, hay con nói thiệt? Giỡn. Giỡn. Góc này cả nhà, nói chung là nhiều, hôm nay được nhiều trái lắm. Góc này vẫn còn chín được, vẫn còn chín được. Và đây như trái này là Hiền thấy thấy được rồi nè. Còn mấy trái còn lại này thì nó còn xanh, còn xanh nè, đủ quá mà còn xanh. Còn hai trái này cũng còn xanh, mình sẽ hái cái trái mà nó chín rồi. Mở nó ra, cái trái này là ngon nè cả nhà. Không biết nó có dính lẹo trái kia không nè, để Hiền xoay nó xem. À không có dính. Trời ơi, coi da cám là cả nhà, mấy trái gì ngọt lắm nè, thích quá chừng nè. Gấp này cả nhà, ai gấp này cũng còn trái nè, cái này cũng chín rồi nè. Trời ơi, nó rớt luôn cái bọc rồi. Qua bên góc này để Hiền thử xem còn không. Trái này nó cũng to lắm mà nó chưa chín ha. Trái này nó cũng to lắm á. Ôi, bên này cũng có trái to quá nè. Ừ, trái này to dữ lắm, siêu to luôn á, mà cũng chưa chín. Vẫn còn nhiều lắm cả nhà. Đây nè, ở trên này nguyên cái chùm ở đây nữa nè, chùm ở đây nữa nè cả nhà. Mà mấy trái này còn nhỏ ha, nó vẫn còn xanh. Chà, buổi chiều rồi đó cả nhà, chiều nắng nó bắt đầu nó tắt bớt rồi. Đây mấy trái này cũng to lắm nè, cái này chùm chùm mê ha cả nhà. Đây nè, chùm này nữa nè, quá chừng nè. Bên đây, ủa cái chùm này cũng quá trời nè cả nhà, chùm này chờ vài bữa. Cái này cũng còn xanh. Này có mấy trái nhỏ xíu à. Bên đó là góc dưới kìa cả nhà. Để mình xem thử ở đây coi. Cái này cũng còn xanh, cũng chưa sẵn sàng lắm. Đây. Cái này hiện đoán cũng được rồi. Cái này cũng được rồi nha.
Đấy, hai lô. Màu ngon quá chừng luôn. Chùm này quá trời nè. Khoái nhất là mấy cái chùm đó cả nhà. Cái này còn hơi xanh. Cái này thì cũng còn để rửa thêm thì nó sẽ ngon hơn. Cái này hiện thấy cũng được rồi nè. Mở mà nó không ra. Cái nha. Cái này thực ra để thêm cũng được đó cả nhà. Rồi. Hôm nay là thu hoạch được nhiêu đó đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, trời ơi, em có đang dư mà cả nhà ăn chung thiệt. Em chấm quá trời muối em bỏ chạy luôn rồi. Cay quá. Nhiều muối quá cả nhà. Ngon không? Ngon. Nhưng mà chấm muối nhiều quá đúng không? Muối nhiều quá bị mất hương vị. Hương vị ăn hết cái ngọt. Người ta mới chạy đi hái vài trái cà chua bi, người ta ăn nè ông bà cô chú à. Có ngon không? Ăn nữa không? Ăn nữa ha, mày hái nữa cho ha. Dạ. Buổi chiều ra nhảy cái trampoline. Nhảy cho nó bớt năng lượng cả nhà, mấy em bé năng lượng dữ dằn lắm. Đây có cái mớ cà chua bi, nó leo nè cả nhà. Mình sẽ hái cho em mấy quật. Cả nhà nghe em chơi em giỡn. Đây nè, trong đây vài trái này nè. Okay. Từ bên góc này khó ha. Đây nè cả nhà. Mấy trái này nó bên đây nữa. Mấy trái nào mà nó bị nứt hay nó mềm quá thì sẽ dùng mấy trái đó để thải ra vườn để cho nó gieo hộp lại nha cả nhà. Mà cách ấy được rồi. Cái dây nó có gai cả nhà. Cái dây vô sừng. Chào mẹ cái. Khoan khoan khoan. Ngon không? Is it good? Ngon không? Cả nhà ơi, thôi hôm nay thì hai mẹ con Hiền xin kết thúc video thu hoạch này ở đây. Hiền là kia học sinh sao. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt vui. Don't get any jumping. Hiền là cả nhà sẽ thích cái sản phẩm ủng hộ gia đình Hiền. Cảm ơn cả nhà nhiều. Tạm biệt. Em bắt con tạm biệt cả nhà ơi. You won't get any jumping to mom. Ừ. À, con tạm biệt cả nhà đi rồi mẹ nhảy vô với con. Tạm biệt cả nhà. Tay ngủ mẹ vô chổng chơi chung. Ta còn ăn kìa, ngon quá. Mình trái chuối nữa đi. Yeah. Đó. Ờ, trái này bị nứt à. Rồi, ăn đi. Ngon không? Chấm. Yeah. Wee, wee, wee.